đây là một hộp bút được làm bằng giấy. Nó có một cái điều đặc biệt là ở đây nó có một cái ngăn kéo để đựng linh tinh nè. Và một điều đặc biệt hơn nữa, ở đây nó có một cái ngăn nhỏ xíu để mình đựng đồ bí mật mà chắc là không ai biết đâu. Các bạn có thể làm to hơn nhé. Còn ở đây mình chỉ có cái hộp ship hàng này thôi, nên là mình tận dụng, mình sẽ xẻ nó ra. Các bạn có thể dùng bất cứ loại thùng nào, hoặc là không có thì mình sẽ lấy dây bìa cũng được. Kích thước và màu sắc cũng giống như là trang trí thì mình cũng có thể tự làm theo ý thích của mình. Hoặc là mình cũng có thể sáng tạo ra cái nhiều cái hay hơn, không nhất thiết là phải giống như là mình làm. Tại sao là mình phải gợi ý như thế là bởi vì rất nhiều bạn nhắn tin hoặc là comment hỏi mình là mình không có loại thùng đó, mình không có giấy đó, hoặc là mình cắt loại hoa khác được không, mình trang trí kiểu khác được không, vẽ kiểu khác được không. Câu trả lời là được hết nha, các bạn cứ làm theo cái ý thích của mình, miễn sao mình vui là được. Sau khi mình làm cái hộp lớn xong, mình đã chừa một cái khoảng không phía dưới để làm cái ngăn kéo này, mình đút vô nè. Sau khi làm xong thì mình lấy một miếng bìa khác á, mình đo bằng vừa cái bề ngang của cái điện thoại của mình á, mình sẽ gắn vào bên cạnh thì cái hộp lớn như thế này. Tiếp đến là mình làm một cái thang để chắn ở ngay cái khúc đó để cho điện thoại mình nó không bị trượt. Rồi mình sẽ làm một cái hộp nhỏ kế bên. Mình làm một cái hộp đứng và một cái hộp nằm ngang để mình đút vào bên trong như thế này. Và cái hộp nằm ngang nó sẽ nhỏ hơn cái hộp dọc á, để mình đút ra đút vào được. Mình làm như vậy để mình ngụy trang giống như là một cái kệ tầng á, để xếp đồ chơi thôi. Mà thiệt chứ cái này mà để tiền hoặc để vàng vào bên trong không ai để ý và cũng không ai biết đâu. Đấy là mình nói với những người mà chưa từng xem clip này thôi nhé. Còn những ai đã từng xem clip này thì chắc là có thể biết hết. Rồi bây giờ mình sẽ bọc mấy cái viền này lại nhé. Mình sẽ bọc bằng giấy hoặc là bằng keo hay gì đó là tùy mình thôi. Mình sử dụng keo hai mặt hoặc là keo nước gì cũng tùy mình. Bây giờ là mình sẽ lấy giấy bìa màu nè. Mình bao tất cả các chi tiết lại. Còn đây là mình sẽ vẽ cái ngăn kéo hình con mèo. Và ở đây những bạn nào mà không khéo như mình thì mình sẽ lấy bút chì để vẽ trước và sau đó là đồ lên nhé, chứ không lỡ mà hỏng cái là thôi đi luôn. Giờ là phần còn lại của mình chỉ lấy giấy bìa màu và bọc tất cả các phần mà mình chưa bọc lại thôi. Còn nếu như các bạn nào không muốn bọc á thì mình sẽ dùng bút màu để mình tô. Dùng màu nước tô là đẹp nhất. Còn mình không muốn quét màu là bởi vì mình sợ tô lem. Mình cắt que gỗ làm hàng rào ở đây ha. Và bây giờ là mình sẽ phát thảo một cái cây. Rồi ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn cách vẽ hoa và vẽ lá một cách rất là đơn giản nha. Mình chỉ lấy cái tăm bông, mình chấm 5 chấm ở đây, chấm cái nụ, chấm cái nhụy ở giữa thế là xong. Còn về lá thì mình sẽ lấy tăm bông, mình chấm 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 đều. Nhìn nó rất là tự nhiên và nó rất là đẹp. Mà nhìn lá cũng rất là tự nhiên nữa. Sau khi vẽ xong thì mình đặt đồ trang trí lên cái kệ này nè, để ngụy trang này. Chúc các bạn thành công nhé.